Hôm nay mình sẽ đi phóng sanh hồi hướng tất cả cái công đức của việc làm này cho những ai xem cảnh phóng sanh này. Những like ủng hộ kênh YouTube Tion nha. Những like có video này trên mấy cái kênh mà tôi đăng cũng được nha. Rồi. Nhưng mà chủ yếu là kênh Tion mới có tiền, mấy kênh khác tôi không có đồng xu nào hết. Rồi, có tiền để làm cái gì? Để cứu thiên nhiên động vật nhiều hơn nữa. Bởi vì hàng ngày đều phải làm mỗi ngày. Bởi vì bảo tồn rái cá là nó cần phải đồ ăn cho nó ăn. Rồi anh chị nào mua phóng sanh ủng hộ thì làm thêm nữa là cho anh chị đó. Còn cái này là việc tôi làm cho tất cả chúng sinh ủng hộ.